lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở mọi lứa tuổi, bắt đầu từ khi có trí khôn, thì con người thường đi chọn một thần tượng nào đó để suy tôn. Hãy xem những em bé, nó cũng có những thần tượng của nó. Có thể là một thầy giáo, cô giáo, có thể là ông bố của nó, hay là người anh cả, chị cả, vân vân. Rồi lớn lên dần, có thể đó là một vận động viên thể thao, có thể đó là một diễn viên điện ảnh, một nhà anh hùng, vân vân. Nghĩa là trong đời mình hay đi tìm một con người mà mình tôn sùng. Tiếng Anh nó gọi là fan. Mình là người ái mộ một người nào đó. Ở trong tù tôi mới vỡ lẽ ra rằng tất cả những người tù đã bị vào tù là vì đều đã chọn cho mình một lãnh tụ, một người chỉ huy, một cấp lãnh đạo, hay là tôi dùng chữ một minh chủ. Nhưng tiếc thay, chữ minh trong tiếng Hán Việt có hai nghĩa rất nghịch nhau. Chữ minh cũng có nghĩa là ánh sáng, mà chữ minh cũng có nghĩa là tối tăm. Cho nên chúng ta mới có rừng u minh. Cho nên những người đã chọn một minh chúa hay một minh chủ để tôn thờ, để gia nhập vào tổ chức đó, hóa ra người chủ minh chủ đó không minh chút nào, đã lường gạt và đưa cả tổ chức vào trong nhà giam. Chúng ta không nói vấn đề đó hôm nay, mà hôm nay xin nói đến một biến cố sẽ xảy ra cho mỗi người lúc tận cùng mạng sống. Mà chính Chúa Giêsu hôm nay đặt ra một ví dụ thật là hấp dẫn, thật là thực tế và rất dễ thương. Cái ngày mà chúng ta gọi là Judgment Day hay ngày phán xét, chắc chắn nó có. Nó có giống như hình ảnh Phúc Âm vừa nói không? Tôi nói chắc không. Nó xảy ra thế nào chưa ai biết, nhưng nó có xảy ra. Đó là lúc phân biệt tất cả những việc mình làm lúc mình còn sống. Chúng ta sẽ thấy Chúa nói Ngài là vua, nhưng mà một vị vua qua hai bài đọc mình mới thấy, không phải một ông vua ngồi đó để cai trị, để sai khiến, để tỏ uy quyền, mà là một ông vua sống hòa mình, sống chung và chết cho con chiên của mình. Cho nên ông vua đó sẽ phán xét chúng ta rất khác. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến một thứ tội. Ông bà có để ý qua bài đọc Phúc Âm rất dài, có một thứ tội là tội không thấy, hay nói rõ hơn là không thấy Chúa. Mấy người lành cũng nói con đâu có thấy Chúa lúc nào bị đói đâu. Rồi mấy người không lành, tôi không dám nói chữ dữ, mấy người chưa lành hay không lành cũng nói chúng tôi đâu có thấy Chúa bị ở tù bao giờ. Không thấy thì không có tội chứ, vậy mà sao vẫn bị kết án? Không thấy. Thông thường mình vượt đèn đỏ, mình có thể sẽ nói tại mình không thấy. Đêm qua có một người cũng thân với tôi lắm, lái xe mà thấy xe cảnh sát cứ chạy dài dài từ tuốt trên Bixboro xuống tới đường Highclere, mà cảnh sát không chịu bóp còi hù để chặn lại, cứ theo dõi. Rồi tới lúc cảnh sát chốt đèn chặn ông ấy lại thì mới nói hai cái đèn lái của ông đằng sau không có, mà trời tối rồi, lúc đó 8 giờ rồi. Thì câu đầu tiên anh ấy trả lời là tôi không thấy, tôi làm sao tôi thấy được sau lưng tôi. Cho nên nếu mình nói mình không thấy là tất nhiên mình phủi trách nhiệm. Người chồng cũng có thể khi vợ nhắc sao cỏ nhà mình nó cao quá mà anh chưa cắt, anh đâu có thấy gì đâu, cũng được, không sao. Nhưng mà ở đây nè, trong cái bài Phúc Âm này thì hai lần Chúa nói cái tội không thấy Chúa. Không thấy Chúa trong người khác. Mặc dầu cái loại người thứ nhất không thấy Chúa trong người khác mà vẫn làm những điều thiện cho nên được thưởng. Còn loại người thứ nhì vì không thấy Chúa trong người khác cho nên không làm. Tôi nghĩ họ không có trách nhiệm nhưng vẫn bị phạt, là vì họ, chính họ cô lập ra khỏi tình yêu, họ không yêu thương. Cho nên trong gia đình mình có biết bao nhiêu người sống bên mình mà mình có thấy không?
nhất là mình có thấy Chúa trong những người đó không? Hơi khó thật. Chúa thì toàn thiện, mà người mình trông thấy thì bất toàn, cho nên rất khó chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta hiểu cái bài phúc âm hôm nay, chính Chúa Giêsu dạy rằng đến ngày sau cùng sẽ phân biệt một bên là biết yêu thương, một bên không biết yêu thương. Chúa không ở đâu xa, Chúa là vị vua ở trong mỗi người chúng ta. Mỗi lần chúng ta tỏ lòng yêu thương là như mỗi lần chúng ta có Chúa. Trên Internet, người ta kể câu chuyện có một vị giáo sư dẫn một sinh viên ưu tú nhất của ông đi dã ngoại, tức là đi ra ngoài đồng để nói chuyện đàm đạo. Rồi đi trên bờ đê, có nhiều bụi cây thì thấy dưới bụi cây có một đôi giày của một người nông dân. Người nông dân dĩ nhiên lội xuống ruộng, ruộng nước thì không mang giày vì nó hư, cho nên giấu trong cái bụi. Ông giáo sư hỏi, con có thấy đôi giày đó không? Có. Con đoán của ai? Dạ của một thằng cha nông dân nào, nó đi làm đâu đây? Bây giờ con làm gì? Con có ý định gì? Con sẽ giấu đi một chiếc, rồi con với thầy nằm rình xem cái mặt anh ta ra làm sao. Ông thầy nói nghe cũng vui đó. Nhưng mà giả sử như đồ của con bị giấu đi, con có tức không? Thôi đi, quên chuyện đó đi. Con có ý gì khác hơn không? Con làm cái gì khác đi. Anh ta ngẫm nghĩ và nói, con có trong túi 2 đồng EQ. Đồng EQ là cái đồng vàng, vàng thật đó. Mặc dù giá trị nó là 1 đồng, nhưng nó là vàng. Con bỏ vào mỗi chiếc giày một cái, rồi con với thầy nằm rình xem ra làm sao. Hai người ra rình. Ông nông dân đi ra có vẻ mệt mỏi lắm, rửa tay rửa chân thật kỹ, đợi chân khô, cầm chiếc giày lên rủ rủ, sợ nhện nó vào, thì 1 đồng rớt ra. Ông ấy ngạc nhiên quá sức. Thôi cũng mang vào, rồi tạ ơn trời, tự nhiên trên trời rớt xuống ngay chiếc giày. Rồi cầm chiếc chứ nhì lên lại mang thôi, đâu có biết là có tiền, lắc rớt ra 1 đồng nữa. Thì ông ấy quỳ lên và ông tạ ơn trời, tạ ơn Chúa. Ông ấy rất vui vẻ và ông ấy rất là phấn khởi, quên hết tất cả những mệt nhọc. Ông mang đôi giày, cầm 2 đồng tiền ở 2 tay, vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ rất là phấn khởi. Lúc người nông dân đi rồi, ông thầy hỏi người học trò của mình, nếu như con giấu chiếc giày, và bây giờ nếu như con thấy gương mặt của ông ấy được vui khi có ai cho tặng cái gì, thì con thấy tâm hồn con ra sao? Người sinh viên đó trả lời, con bắt đầu hiểu thế nào là hạnh phúc khi cho đi. Lâu nay con lấy của người khác, hôm nay con bắt đầu biết, hễ mình yêu thương và biết cho, dù chưa biết người đó là ai, nhưng hành động đó sẽ làm cho mình cái hạnh phúc nó vang dội lại, còn thâm sâu hơn và ngọt ngào hơn. Xin dâng thánh lễ hôm nay, xin quý ông bà cầu nguyện cho chính mình, để mình đừng nói trước mặt Chúa khi mình chết rằng con đâu có thấy Chúa ở đâu để làm cái này hay tránh làm cái kia. Nhưng xin hãy nói với Chúa, Chúa là vua, xin đến trong tâm hồn con và trong gia đình con, để con biết nhìn ra Chúa trong chồng, trong vợ, trong con cái cháu chắt, trong bạn bè, trong mọi người mà con gặp. Như vậy chúng ta sẽ yên tâm và sống từng ngày và không sợ chết. Chết lúc nào cũng được, vì chúng ta đã sẵn sàng rồi.